cập nhật những diễn biến mới nhất về tình hình thế giới sáng ngày 10 tháng 8. Nhật Bản cảnh báo nguy cơ xảy ra siêu động đất. Tổng thống Iran hối thúc lãnh đạo tối cao không đánh Israel. Liên quân Mỹ Anh trút đoàn dữ dội, xóa sổ loạt mục tiêu sân sâu của Iran. Trong khi đó, tại mặt trận Đông Âu, Ukraine tung lữ đoàn mạnh nhất vào chiến dịch giải phóng lãnh thổ Nga. Quân tiếp viện Nga vỡ trận, Ukraine tiếp tục chọc thủng loạt tuyến phòng thủ của Nga ở Kursk. Ukraine tấn công tên lửa trung chuyển Troimir, sân bay chiến lược Nga bốc cháy. Lần ranh đỏ quan trọng nhất của ông Putin chính thức bị Ukraine đè bẹp. Và ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Nhật Bản cảnh báo nguy cơ xảy ra siêu động đất Cơ quan khí tượng Nhật Bản JMA là đầu tiên đưa ra cảnh báo về nguy cơ xảy ra siêu động đất dọc bờ biển Thái Bình Dương vào tuần tới. Theo cảnh báo của JMA, nguy cơ xảy ra siêu động đất ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương của đất này đã tăng lên sau trận động đất 7,1 độ gây cảnh báo sóng thần ở miền Nam Nhật Bản vào chiều ngày 8 tháng 8. Cụ thể, nguy cơ xảy ra một trận động đất lớn dọc rãnh Nankai trong những ngày tới cao hơn bình thường, JMA lưu ý nếu một trận động đất lớn xảy ra trong tương lai nó sẽ kéo theo rung chuyển mạnh và sóng thần lớn tuy nhiên cơ quan này cũng nhấn mạnh khả năng xảy ra một trận động đất lớn mới cao hơn bình thường nhưng đây không phải là dấu hiệu cho thấy một trận động đất lớn chắc chắn sẽ xảy ra trong một khoảng thời gian cụ thể Rãnh Nankai nằm giữa hai mảng kiến tạo ở Thái Bình Dương, vùng trũng dưới biển dài 800 km này, chạy từ Shizuoka phía tây Tokyo đến mỗi phía nam của đảo Kyushu và là nơi xảy ra các trận động đất thường đi theo cặp với cường độ 8-9 độ cứ sau 100 năm đến 200 năm. Mặc dù không thể dự đoán chính xác thời gian xảy ra động đất, các chuyên gia của chính phủ Nhật Bản tin rằng có 70 đến 80% khả năng một trận động đất lớn 89 độ xảy ra xung quanh rãnh Nankai trong vòng 30 năm tới. Theo ước tính của một số chuyên gia, trong trường hợp xấu nhất, thảm họa sẽ lấy đi sinh mạng của 300.000 người, gây thiệt hại tài chính lên đến hàng nghìn tỷ đô la. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã hủy chuyến công du nước ngoài cuối tuần này sau cảnh báo sự động đất của JMA để tập trung chỉ đạo ứng phó với nguy cơ thiên tai. Tổng thống Iran hối thúc lãnh đạo tối cao không đánh Israel Các nguồn tin giấu tên ở Iran nói rằng Tổng thống Iran ông Masoud Bezaskin đã kêu gọi lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công trực tiếp nào của Tehran vào Israel để tránh leo thang căng thẳng. Tờ Iran International ngày 7 tháng 8 dẫn lời các nguồn thạo tin rằng Tổng thống Iran ông Masoud Bezaskin đã đề nghị lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei kiềm chế tấn công Israel vì lo ngại các tác động tàn khúc của nó đối với nhiệm kỳ tổng thống của ông. Iran đã đe dọa sẽ tấn công Israel để trả đũa vụ lãnh đạo chính trị Hamas. Ông Ismail Haniyeh bị ám sát tại Tehran vào ngày 31 tháng 7. Tuy nhiên, mong muốn trả đũa này dường như không được tất cả các quan chức cấp cao ở Tehran tán thành vì có những tiếng nói bày tỏ lo ngại về những hậu quả tiềm tàng, theo Iran International. Trong một cuộc họp gần đây với ông Khamenei, ông Berserkian đã kêu gọi với lãnh đạo tối cao Iran ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công trực tiếp nào của Tehran vào Israel để tránh leo thang căng thẳng thành một cuộc chiến tranh không mong muốn. Ông Berserkian cảnh báo rằng cuộc xung đột tiềm tàng này có thể làm gián đoạn nghiêm trọng nhiệm kỳ tổng thống của ông và gây ra những vấn đề khó lường. Theo các nguồn tin, ông Berserkian tiếp tục cảnh báo về lời lẽ và hành động của các chỉ huy quân sự cấp cao Iran có thể kéo đất nước vào chiến tranh. Ông Berserkian lưu ý rằng, ông phải đối mặt áp lực không ngừng từ các phe phái trong lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, đòi hỏi một phản ứng quân sự mạnh mẽ chống lại Israel, mà không tính đến các vấn đề xã hội và kinh tế phát sinh. Tổng thống Iran khẳng định rằng, sự phản đối của ông đối với hành động quân sự bắt nguồn từ lợi ích quốc gia, chỉ không phải do thiếu kiến thức hoặc kinh nghiệm về các vấn đề an ninh và quân sự. Ông Bersakian nhấn mạnh rằng, việc phát động chiến tranh với Israel sẽ khiến việc khôi phục kinh tế và thu hẹp khoảng cách vốn rất cách biệt giữa chính phủ Iran và người dân trở nên bất khả thi, gây tổn hại nghiêm trọng đến vị thế quốc tế của Iran. Theo nguồn tin, bất chấp những cảnh báo nghiêm trọng của Tổng thống Iran, ông Khamenei vẫn không đưa ra cam kết nào trong suốt phiên trao đổi, không ủng hộ cũng không bác bỏ mối quan ngại của ông Bersakian. Liên quân Mỹ-Anh trúc đoan dữ dội, xóa sổ loạt mục tiêu sân sâu của Iran. Theo Reuters cho biết ngày 8 tháng 8, Liên quân Mỹ-Anh đã tấn công các mục tiêu của lực lượng Houthi ở tỉnh Hodeida của Yemen. Đây là cuộc tấn công thứ hai trong vòng 24 giờ qua của các lực lượng Mỹ và Anh. Theo kênh truyền hình al Masira do Houthi điều hành, một máy bay trinh sát đã thực hiện hai cuộc không kích vào khu vực Al-Sabana của tỉnh Hodeida. al Masira không nêu tên các địa điểm cụ thể, cũng như không cho biết có thương phong hay thiệt hại về tài sản hay không. Các cuộc tấn công diễn ra một ngày sau khi Liên quân Mỹ-Anh nhắm mục tiêu vào các địa điểm của Hồ Chi ở tỉnh Taiz. Cũng trong ngày 8 tháng 8, Bộ Chỉ huy Trung tâm của quân đội Mỹ Sankham thông báo các lực lượng nước này đã bắn hạ hai thiết bị bay không người lái của Hồ tiêu diệt một trạm kiểm soát mặt đất và đánh chặn ba tên lửa hành trình chống hạm tại các khu vực do Hồ Tây kiểm soát. Sengam cho biết vũ khí của Houthi đã gây ra mối đe dọa đối với tàu thuyền của Liên minh hàng hải do Mỹ dẫn đầu, cũng như các tàu hải quân và thương mại khác ở những vùng biển quốc tế. Cùng ngày, cơ quan an ninh hàng hải của Anh cho biết thuyền trưởng tàu chở dầu thô Delta Blue trong cờ Liberia đã thông báo vụ tấn công từ hai chiếc xuồng nhỏ trên biển đỏ, cách thành phố cảng Mokha của Yemen 45 hải lý về phía nam. Theo cơ quan an ninh hàng hải của Anh, hai chiếc xuồng màu trắng và đen, mỗi chiếc chở bốn người, đã tấn công tàu Delta Blue. Một quả lựu đạn được bắn từ súng phóng lựu đã phát nổ gần thân tàu Delta Blue. Thủy thủ đoàn vẫn an toàn sau vụ tấn công và con tàu đang di chuyển hướng đến cảng tiếp theo. Theo dữ liệu của tập đoàn lse Delta Tankers có trụ sở tại Athens là công ty quản lý con tàu nói trên. Công ty này hiện chưa đưa ra bình luận về vụ tấn công. Trước đó, vào ngày 7 tháng 8, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã tấn công hai tàu chiến Mỹ và một tàu thương mại ở Biển Đỏ và Vịnh Aden. Houthi đã sử dụng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái mang bom để thực hiện các vụ tấn công này. Chuyển qua một vài tin tức cập nhật mới nhất từ chiến trường Nga-Ukraine. Ukraine, Ukraine tung lữ đoàn mạnh nhất vào chiến dịch giải phóng lãnh thổ Nga Kính thưa quý vị, Fox đưa tin sự tham gia của lữ đoàn tấn công đường không số 80, một trong những lữ đoàn tốt nhất của Ukraine, nhấn mạnh quy mô hoạt động của Ukraine ở phía bắc biên giới phía bắc Ukraine với Nga. Các nhà báo phương Tây nhờ các đoạn video được phát tán trên Internet đã xác định được rằng có lữ đoàn tấn công đường không số 80 đang tham gia các trận chiến trên lãnh thổ Nga. Cuộc tấn công bao gồm Satan T-64 BV T-80 BV, xe rà phá bom mìn Euro 77, xe công binh IMO-2, cũng như xe bọc thép chở quân BTR-80 và xe bọc thép chở quân bánh lốp Stryker của Mỹ. Tất cả các phương tiện đều được bọc thép với khung để bảo vệ khỏi máy bay không người lái. Ford viết, chỉ có lữ đoàn tấn công đường không số 80 mới vận hành sự kết hợp giữa thiết bị của Liên Xô cũ và Mỹ cũ như vậy. Ford lưu ý rằng sự tham gia của lữ đoàn tấn công đường không số 80, một trong những lữ đoàn hàng đầu của Ukraine, nhấn mạnh quy mô hoạt động của Ukraine ở phía bắc biên giới phía bắc Ukraine với Nga. Như các phương tiện truyền thông viết, trước đây đã có những nỗ lực vượt qua biên giới Nga của lực lượng Ukraine trong số các công dân Nga, nhưng những cuộc đột kích này có quy mô nhỏ và hạn chế và không bao giờ kéo dài quá vài ngày. Mục tiêu chính của họ là làm bối rối các nhà lãnh đạo Nga. Nhưng theo Fox, hoạt động của Ukraine bắt đầu vào ngày 6 tháng 8 lại khác. Ít nhất 3 lữ đoàn với số lượng lên tới 2.000 quân mỗi lữ đoàn tham gia. Lữ đoàn cơ giới số 22, 88 và lữ đoàn tấn công đường không số 80, phao binh, máy bay không người lái và phòng không đóng vai trò hỗ trợ quan trọng. Mỗi giờ trôi qua, ngày càng rõ ràng rằng những gì đang xảy ra ở Kursk không phải là một cuộc đột kích mà thực sự là một cuộc xâm lấn. Tất nhiên, việc người Ukraine đang đầu tư nguồn lực đáng kể vào cuộc xâm lấn này không đảm bảo cho sự thành công của nó. Có thể có 10.000 quân Ukraine trong vùng xâm lược. Nhóm lực lượng phía Bắc của Nga đang chiến đấu dọc giải biên giới có khoảng 48.000 quân nhân. Nhưng nhóm lực lượng phía Bắc của Nga đang xa lầy ở Voshen, một thị trấn biên giới của Ukraine, cách Shesha, thị trấn biên giới của Nga, nơi diễn ra cuộc xâm lược của Ukraine 140 km về phía đông nam. Cần lưu ý rằng, yếu tố quyết định các sự kiện ở Liên bang Nga có thể là việc nhóm lực lượng phía Bắc có thể chuyển lực lượng t nhanh đến mức nào và nếu lực lượng vũ trang Nga di chuyển chậm, họ có thể mất thêm nhiều lãnh thổ ở Kovachkysk trước lực lượng tiến quân của Ukraine. Quân tiếp viện Nga vỡ trận, Ukraine tiếp tục chọc thủng loạt tuyến phòng thủ của Nga ở Kersk. Theo đánh giá của tổ chức nghiên cứu ISW của Mỹ, các lực lượng từ Ukraine đã xâm nhập ít nhất hai tuyến phòng thủ của Nga và chiếm được hơn 15 cộng đồng trong cuộc tấn công bất ngờ trên bộ để phát động trong tuần này bên trong lãnh thổ Nga. Ukraine bây giờ dường như đã xác nhận cuộc tấn công trên đất Nga là chiến lược của họ. Các nguồn tin của Nga cho biết lực lượng Ukraine đã chiếm 45 km vuông ở quận Kursk. Phiện ISW viết, hơn 15 cộng đồng đã bị chiếm và các lực lượng hiện đang tiến quân dọc theo một con đường nông thôn về phía Tây Bắc từ thị trấn Sosa. Các trận chiến cũng đang diễn ra trên không. Thống đốc khu vực Alexei Smirnov cho biết Nga đã bắn hạ 7 UAV của Ukraine August. Ở Ukraine cũng vậy, cảnh báo chuẩn bay đã được công bố nhiều đợt trong đêm, bao gồm cảnh báo tên lửa ở phía Đông Bắc và cảnh báo bằng máy bay không người lái ở miền Nam Ukraine nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin gọi cuộc tấn công trên bộ của Ukraine là sự khiêu khích quy mô lớn. Trong một bài đăng trên X, cố vấn bolodyak của Tổng thống Zelensky viết rằng các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga là phản ứng trước cuộc chiến xâm lược Ukraine của Nga. Ông bolodyak viết, lý do cho tất cả sự leo thang, phong kích, hành động quân sự buộc phải sơ tán và tàn phá, ngay cả trong các lãnh thổ của Nga như khu vực Kursk và Belgorod chỉ là sự hung hăng của Nga. Ngay cả Nga cũng xác nhận hôm thứ Năm rằng giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu vực Kursk. Tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gresimov xác nhận rằng khoảng 100 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh. Các hãng thông tấn Nga đưa tin viện ISW không thể xác nhận thông tin này. Ukraine tấn công tên lửa trung chuyển Crimea, sân bay chiến lược Nga bốc cháy. Đêm ngày 9 tháng 8 đã xảy ra các vụ nổ tại Crimea tạm thời bị chiếm đóng ở quận Saki và Shinomos. Điều này đã được báo cáo bởi các kênh Telegram của Kremlin và một đại diện của chính quyền chiếm đóng Sevastopol, Mikhail Grafoshev. Cần lưu ý rằng, các phương tiện rừng thông tuyên truyền đã viết về mối đe dọa tấn công bằng máy bay không người lái vào lãnh thổ Crimea của Ukraine do quân đội Nga chiếm giữ vào khoảng 0 giờ 40 phút. Sau đó, chính quyền chiếm đóng đã ban bố cảnh báo trên không ở Crimea đầu tiên là vì máy bay không người lái và sau đó là vì mô đe dọa tên lửa. Ngoài ra còn có báo cáo về hoạt động của hệ thống phòng không của nga. Theo kênh telegram emergency saki đưa tin người ta nghe thấy tiếng nổ ở quận saki. Một chiếc uav được cho là đã bị bắn hạ trên biển. Sau đó, cái gọi là thống đốc sevastopol mikhail gravoshev đã nói về việc đẩy lùi cuộc tấn công của ukraine. Phía chức này cũng nói về cuộc tấn công tên lửa bị phòng không nga bắn hạ theo thông tin ban đầu, một tên lửa chống hạm Neptune đã bị bắn hạ trên vùng biển cách xa bờ biển viết. Ông cũng nói thêm rằng vẫn còn nguy cơ bị tấn công bằng máy bay không người lái, nhưng sau đó vào khoảng 1 giờ 50, ông cho biết cảnh báo trên không đã bị hủy bỏ. Cùng lúc đó, kênh Kremlin Telegram đưa tin có tiếng súng nổ ở Chernomorsk và một vụ nổ lớn. Các phương tiện truyền thông sau đó đưa tin rằng có một vụ nổ khác ở Shinomosuke và người dân địa phương cho biết họ đã pha phải thứ gì đó khi vụ nổ đầu tiên xảy ra. Và sau đó, Remy Quinn đưa tin rằng có tiếng nổ từ hướng Shinomosuke vang lên ở làng Krasnosanke. Làng ranh đỏ quan trọng nhất của Putin chính thức bị Ukraine đè bẹp. Cuộc tấn công vào khu vực Kursk ở phía tây nam nước Nga do các lực lượng của Ukraine tiến hành liệu có đang thách thức những lần tranh đỏ mà Điện Kremlin vạch ra? Những tuyên bố lần tranh đỏ mà các quan chức Nga đưa ra đã giảm từ 24 vào năm 2022 xuống còn 15 vào năm ngoái, nhưng quan điểm về một giới hạn không thể vượt qua đối với Moscow một lần nữa được các quan chức và nhà bình luận Nga đưa ra trong tuần này liên quan đến việc cả tiêm kích F-16 được chuyển giao cho Ukraine việc phương Tây hỗ trợ các chiến đấu cơ tiên tiến cho Ukraine đã bị trì hoãn do lo ngại leo thang căng thẳng. Song cuối cùng, nó vẫn là một phần trong quá trình nới lỏng các giới hạn hỗ trợ vũ khí của phương Tây cho Kiev. Từ các tên lửa Sovelin và Singer sang pháo phản lực HIMARS và liệu pháo M777, Mỹ phất lờ cảnh báo của Nga về việc cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm xa Atak MS và hệ thống tên lửa Bajor, nhưng không vấp phải bất kỳ phản ứng mạnh mẽ nào từ Moscow. Tuy nhiên, tình trạng khẩn cấp và việc sơ tán hàng nghìn người ở Kurs đã cho thấy đây là một chiến dịch toàn diện hơn so với các cuộc đụng độ xuyên biên giới trước đó ở Belgorod, làm dấy lên lo ngại về việc liệu điều này có thể dẫn đến sự leo thang với Nga mà phương Tây vẫn luôn muốn tránh hay không. Một số người lo ngại điều này và các máy bay F-16 mới có thể kích hoạt lăng tranh đỏ của Tổng thống Putin cho Thế chiến thứ ba. Đây là mối lo ngại lớn nhưng phương Tây đã chống lại các lăng tranh mà phía Nga đặt ra kể từ khi xung đột bùng nổ. Shin Mcfet, giáo sư tại trường Moscow, thuộc Đại học Syracuse và trường quan hệ đối ngoại thuộc Đại học Georgetown nói với Newsweek, Tôi không nghĩ đây sẽ là thời điểm thích hợp vì Ukraine đã bí mật tấn công vào các hệ thống pháo của Nga suốt mùa xuân. Cho đến gần đây, Mỹ đã yêu cầu Ukraine không được xâm nhập vào lãnh thổ Nga Kết quả là Moscow đã bố trí các bị phóng tên lửa và pháo binh ở phía bên kia biên giới và tấn công các mục tiêu của Ukraine mà không bị trừng phạt. Ông Macfet nói, đồng thời cho rằng tất cả đã thay đổi vào cuối tháng 5 khi Nhà Trắng nới lỏng hạn chế trên. Emil Castellemi, nhà phân tích tình báo ngôn mở và là một chuyên gia quân sự, nhận định với Newsweek rằng các đồng minh của Ukraine liên tục lo ngại về việc leo thang căng thẳng Người ta nghe thấy những bình luận từ Moscow về việc họ đã cố gắng tác động đến chính sách viện trợ của phương Tây. Ông Kesermi nói, theo ông, câu chuyện cảnh báo leo thang đã chứng minh là khá hiệu quả và vẫn tiếp tục như vậy cho đến ngày nay. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTD News. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews btv gmail com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.